Loan ơi, chào mừng mọi người quay lại với kênh Mặt Nóng Channel của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai địa điểm lại là một lạ và một quen ở Đài Loan. Lần này là năm đầu nha. Cái thứ nhất là chỗ ai cũng biết, chỗ nào cũng giới thiệu. Mình đã đọc rất là nhiều báo, từ Zing rồi tới Kinh 14, ai cũng giới thiệu chỗ này hết. Đó là làng Si Tô, làng quái vật. Hình như là tiếng Trung phải đọc là sữa thủ, nhưng mà mình không biết đọc đâu. Còn cái thứ hai là chỗ siêu lạ luôn. Còn cái thứ hai này á, là mình kiếm được trên vài trang như là Kiki Day hay là Round Thầy Quanh Round hay là What To Do đó. Thì ở cái chỗ này là bảo tàng Mochi. Thật sự là trong đó là nguyên một cái bảo tàng, chỉ toàn là trưng bày Mochi thôi, chứ không phải như là bảo tàng chiến thức chiến tranh hay là bảo tàng gì ở bên Việt Nam. Chủ yếu là dành cho con nít chơi đó. Cái chỗ này thì hình như chỉ có người dân địa phương biết thôi. Nên là hãy cùng mình khám phá xem giữa một chỗ quá quen, một chỗ quá lạ thì bên nào thú vị hơn nha. Bước vào bảo tàng Mochi thì cảm giác chung của mình là kích thước vừa phải, không quá rộng, chỉ có một tầng điều hành chính ở dưới lầu và những quầy buôn bán. Còn phía trên lầu mới chính là khu bán chính, giống như siêu thị mini vậy á. Barbie xay lúa, Barbie dính mưa. Và khu bảo tàng, các bạn vô thì nhân viên sẽ hướng dẫn các bạn đi từ bên bảo tàng qua khu bán chính, nên là không được phải hoang mang. Bảo tàng này được sắp xếp theo đúng trình tự, làm bánh mochi, làm phần nguyên liệu trước, rồi đến công đoạn làm, rồi mới tới thành quả. Là những chiếc bánh mochi siêu xinh luôn. Có nhiều loại tới nỗi mình không tưởng tượng được. Mình chưa bao giờ thấy bánh mochi dài như ngón tay nè, cũng chưa bao giờ nghe tới bánh mochi phủ sô-cô-la bên ngoài luôn, toàn thấy là bọc nhân bên trong thôi. Sau khi tham quan xong thì diện tích vừa phải nên đi cũng nhanh á, thì bạn ghé thẳng qua siêu thị mochi và bánh ngọt của bảo tàng luôn. Có thể lựa đi cả trên lầu lẫn dưới lầu luôn. Đặc điểm lớn nhất là nhân viên rất niềm nở, và ở những kệ bánh thì đều cho ăn thử trước khi mua. Ở đây cho ăn thử hơi bị đáng sợ luôn á, vì mở hẳn nguyên một hộp đầy cho khách thử bao nhiêu thì thử, và có cả tâm ghim chứ không phải bóc mức vệ sinh. Loại nào cũng được ăn thử, mà đã muốn mua thì giá rẻ khỏi nói, vì nơi này là chỗ sỉ sẽ tự sản xuất. Nó giống như là một cái nhà máy ở phía sau, nhưng người ta muốn thu hút khách tham quan á thì người ta mở thêm cái trước rồi để thêm những mô hình siêu siêu xinh luôn. Không ăn đâu a hi hi, đi nha bích. Si Tô ở năm đầu, và cánh cổng đầu dòng mà các bạn đang được thấy chính là mô phỏng của chiếc cổng Tori ở dưới xã Phù Tang. Nơi này cách thành phố Đài Trung hơn 40 phút và chỉ có hai cách để di chuyển tới đây, đó là đi xe buýt, nhưng mà các bạn sẽ phải chờ đợi héo mòn. Và phương tiện mình khuyến khích nhất là đi taxi, vì ở đây giá taxi không hề mắc, mà đôi khi hiện số như vậy nhưng người lái xe sẽ giảm bớt lại cho mình nữa. Làng được tạo ra bởi một câu chuyện rất cảm động mà mình được nghe qua, đó là tình cảm bạn bè giữa một người Đài Loan và một người Nhật Bản. Hai người biết nhau trong chiến tranh, tới lúc hòa bình thì người Nhật Bản phải quay về, nhưng vì thương nhớ bạn nên đã mở tiệm bánh và đặt theo tên của bạn mình. Chẳng may tiệm bánh bị cháy, nghe vậy người bạn Đài Loan đã cố dốc hết tiền của mình để giúp đỡ. Để đáp lại tình cảm chân thành đó, người bạn Nhật Bản đã gửi những bức tượng gỗ mà các bạn thấy ở trong làng nè của nước mình tới Đài Loan. Thế cho nên người Đài Loan đã quyết định giữ lại và xây dựng mọi khung cảnh của làng y hệt như một nước Nhật thu nhỏ. Kể từ yêu quá cho tới cổng hay là trang trí màu sắc đều y chang Nhật. Tuy là làng khá nhỏ so với mình tưởng tượng, nhưng lại đầy ắp những con quái vật hình thù siêu hài hước. Vì một vụ phục đích vui chơi cho trẻ con nữa, nên hình ảnh các con quái vật rất thân thiện và gần gũi, chứ không có đáng sợ như nhiều người hay nghĩ. Trong làng thì có luôn cả khách sạn, khu buôn bán, quầy hàng, các thứ để du khách có thể tham quan lựa chọn. Ở đằng sau thì mình thấy còn có cả một khu rừng ở gần đó để đi bộ và học. Rừng này gọi là rừng học vấn hiển nha. Chung quy thì mình thấy địa điểm này di chuyển hơi bất tiện, nhưng nếu mà đã đến Đài Loan thì phải ghé thăm một lần để biết tới làng quái vật. Tại vì mọi người thường hay nói là nếu chưa đến làng quái vật thì coi như là chưa đến Đài Loan. Thế thôi. Mình đã sai thật rồi khi lựa chọn hai địa điểm này. Dù là năm đầu với nhau nhưng một má ở đây và một má ở kia. Nhìn thì
đều là năm đầu vậy thôi, nhưng mà khoảng cách địa lý khoảng chừng tầm vài chục cây số đó. Nên là ngay cả bản thân mình đi bằng xe taxi đi nữa thì cũng gần hơn một tiếng mới tới nơi. Còn nếu mà chịu khó đi xe buýt á thì khoảng chừng 5 tiếng thôi là đi bộ ra tới trạm xe buýt, xong rồi lên xe buýt, xong rồi xuống xe buýt, rồi lên thêm chuyến nữa, rồi đi bộ vài phút hay là vài chục phút nữa là tới nơi thôi. Gớm má gớm. Còn cảm nhận riêng của mình về bảo tàng Mochi thì có vẻ như là nó không đông vào ngày mình đi, nhưng mà mình đã thấy vài hình ảnh trên mạng là khoảng chừng thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ rất là đông, tại vì con nít tới đây để chơi rồi học tập các thứ. Ở đây thì mình thấy khá là thoải mái, không có giống như là một cái bảo tàng chán ngắt hay gì, tại vì nó có rất là nhiều mô hình dễ thương cho con nít. Rồi còn quá trời đồ ăn, nó giống như một cái siêu thị mini, không mini lắm, mà chỉ đoàn là để bán bánh Mochi với lại các bánh kẹo ngọt đặc sản của Đài Loan á. Ở đằng sau thì mình thấy nó luôn có nguyên một cái xưởng để sản xuất, bán sỉ bán lẻ đầy đủ lắm. Mà nói chung là mình cũng mua được kha khá đồ. Đây là những món kha khá mà mình đã mua được. Đầu tiên là hộp nhỏ nha. Đây là hộp bánh Mochi Việt Quốc mềm mềm, nhưng mà cái này không phải là loại kem lạnh giống như bên mình. Bên mình chỉ có kem lạnh mới có thể có nhân Việt Quốc như vậy thôi. Nhìn rất là xinh xắn. Còn hộp thứ hai là hộp Đài Loan truyền thống, tức là đây có 5 vị chuẩn đài, là những món mà người dân hay lựa chọn để ăn. Hộp rất là bự, hình ảnh con tem xưa cũ. Còn cái cuối cùng không liên quan cho lắm là hộp bánh macaron. Macaron tại vì mình thấy nó xinh và nó bự nên mình mua thôi, chứ nó cũng không có liên quan gì tới chủ đề cho lắm. Dù gì thì mình cũng đã mua về rất nhiều cho bản thân và gia đình nữa, dĩ nhiên là không thể nào thiếu phần mọi người rồi. Thế nên là mọi người hãy nhớ like và theo dõi trang Xo Living Channel ở trên Facebook nhé. Ở trên đó tụi mình sẽ thông báo về các cái giveaway này để cho mọi người theo dõi và hưởng ứng. Nhớ lấy quà nha. Mà nói về chỗ mới cũng đủ rồi, tại vì mình cũng có đi cái qua cái làng quá giật nữa, nên phải nói thêm là cái chỗ này có đúng y chang như những gì quảng cáo không. Thì mình thấy là cũng có rất nhiều cảnh y chang như quảng cáo, nhưng mà chỉ có điều là nó hơi nhỏ. Thật sự chỉ đi một vòng tròn như vậy là thôi là hết rồi. Hoặc là mình đi vào lúc buổi chiều á, nên là nhiều người chưa có ra, hàng quán cũng chưa có tới. Hầu hết ở đây là tập trung khách sạn với lại mấy cái hình như vậy thôi, chứ cũng không có gì gọi là quá ấn tượng như mà mọi người hay nói. Nhưng mà chỗ này ghé qua thì cũng được, tại vì mình thấy cũng khá đông vui, nhiều người cũng ghé qua, rồi cũng có thể học hỏi về một chút về những gì thuộc về lịch sử của nó. Tại vì nơi đây tập trung các hàng quán rồi gì, có thể vào ăn, không vào ăn thì vào chơi ngắm cảnh thôi cũng đẹp, xuất sắc. Chỉ có cái điều là hai má hơi xa nhau, đi mệt lắm. Vậy là mình đã đi xong rồi đó. Chuyến đi nào cũng vậy, mệt mỏi quá. Nhưng mà rất là vui. Nhưng mà bây giờ mình phải tạm biệt mọi người rồi. Mọi người nhớ like, share và subscribe cho Xo Living Channel nha. Nhớ nha, bye bye.